Thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta đó, mình có mặt ở đời này đã là một cái duyên rồi. Thứ nhất là mình có duyên với cái thế giới ta bà này, mình mới có mặt ở cuộc đời này. Còn cái chuyện mà mình sống vui, sống khổ, sống hạnh phúc, sống như thế nào, mình gặp ai đó là chuyện kế đó nữa. Nhưng mà trước hết mình phải thấy rõ rằng tại sao ở những cõi khác mình không có mặt, mình lại có mặt ở cái cõi đời này, cái cõi ta bà này. Thì trước hết mình có duyên ở cõi ta bà này. Và trong cái duyên, trong cái cõi ta bà này, nó còn những cái duyên li ti nữa. Thí dụ như có người duyên gặp Phật Pháp, có người duyên gặp người yêu, có người, mỗi người chúng ta đều có những cái duyên khác nhau. Vì vậy cho nên mình ý thức được cái duyên. Duyên là gì? Duyên là cái điều kiện. Duyên là cái điều kiện. Khi điều kiện, hồi sáng mình đọc cái bài kinh, hồi chiều mình đọc kinh Trung Đạo Nhân Duyên đó, thì Ngài A Nậu La Độ mới hỏi Đức Phật. Hỏi Đức Phật là Thế Tôn giảng giải chánh kiến như thế nào. Và cái chánh kiến là gì? Là cái nhìn đúng đắn về sự việc. Cái nhìn đúng đắn về sự việc, cái nhìn nhận, cái thấy đúng đắn về mọi sự việc. Và chữ việc này, sự việc, thì trong nhà Phật gọi nói chung một từ là các pháp. Thì Đức Phật mới nói đơn giản thôi. Cái thấy đúng đắn của sự việc là gì? Của chánh của mọi việc là gì? Khi mọi thứ có đủ điều kiện phát sinh thì nó phát sinh. Khi nó không đủ điều kiện phát sinh thì nó không thể phát sinh. Năm rồi là không ai dám nghĩ là mình sẽ bị nguyên một năm hết. Mình không bao giờ mình nghĩ vậy đâu. Chừng 2 tuần là cùng. Rồi bắt đầu tháng lần lượt. Đến nghĩa là đến năm nay, họp tới họp lui, thục thò cái việc tổ chức khóa tu. Rồi cuối cùng quyết định là thôi giờ Mỹ mở cửa rồi, mời Phật tử Mỹ qua tham dự. Nhưng mà cuối cùng cũng không được, thấy không? Khi mà điều kiện không đủ thì cũng không thể được. Thế thì chúng ta cũng vậy thôi. Có nhiều vị không có dễ chịu với cái chữ đại chúng. Nó tự nhiên lên kính thưa đại chúng. Tại vì các vị chưa hiểu hết được cái ý của đại chúng thôi. Chứ cái chữ đại nó rất sâu sắc. Nó không phải ở số lượng, mà chữ đại nó còn có cái nghĩa là mỗi một thành phần có mặt, người ta đều mang trong mình của người ta một tính chất của thiêng liêng để có mặt. Ví dụ trong Phật Pháp chúng ta nói về chúng, chúng ta có 4 chúng. Ngoài chúng Sa Di, chúng Sa Di Ni, chúng Tỳ Kheo, chúng Tỳ Kheo Ni, 4 chúng đó có 4 cái chúng gọi là phát khởi chúng. Phát khởi là sao? Tức là những vị đó người ta khởi xướng một việc gì đó. Pháp Hòa ví dụ, hôm nay đại chúng tập hợp đây nè, thì Pháp Hòa với quý thầy ở đây á, thầy viện chủ Pháp Hòa rồi các thầy mà đứng ra tổ chức, thì quý thầy thuộc gì, cái gì chúng? Phát khởi chúng. Tức là chúng này là những người khởi xướng cái việc xuất gia gieo duyên. Rồi mới triệu tập, mới thông báo, các vị mới nghe thích quá, mới kéo về đây và có mặt ở đây trong giờ phút này. Thì các vị là gì chúng? Đương cơ chúng. Đương cơ tức là những người đang có mặt ở đây. Rồi có một cái chúng nữa gọi là gì? Ảnh hưởng chúng. Ảnh hưởng chúng là sao? Ở cõi khác tới. Ví dụ như Phật tử online bây giờ là cái gì? Ảnh hưởng chúng. Mà trong kinh á, thì nói là khi Đức Phật có mặt ở thế giới này á, là các vị ảnh hưởng chúng là ai? Thí dụ như Ngài Quan Âm, Ngài Thế Chí, hay là Ngài Địa Tạng. Thí dụ, tức là nói các vị Bồ Tát mà có mặt để trợ cho Đức Phật Thích Ca trong cái việc làm đạo đó là ảnh hưởng chúng. Còn các bậc thanh văn mà có mặt trong kinh, mà hãy nói là lúc bấy giờ có 1.250 vị tỳ kheo có mặt với Đức Phật, đó là cái gì chúng?
đương cơ chúng. Còn Ngài Xá Lợi Phất trịch bài vai hữu, tức là vén hở cánh tay phải lên thưa Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn giảng cho chúng con nghe này kia, thì cái đó gọi là gì? Chúng phát khởi chúng. Vậy thì bây giờ thưa đại chúng, mình ngồi đây có đủ ba chúng đó chưa? Phát khởi chúng, đương cơ chúng, ảnh hưởng chúng. Rồi bây giờ trong cái đương cơ chúng này có những ảnh hưởng chúng không? Có. Calgary chạy lên phụ nè, Vancouver bay qua phụ nè, Toronto qua phụ nè. Các vị đâu phải ở cõi này, các vị ở phương xa, nhưng mà khóa tu thì quý vị bay về đây để quý vị trợ cho khóa tu được thành tựu. Hàng năm Phật tử Mỹ kéo qua, Phật tử khắp nơi kéo về, mới đủ mà lo cho cả ngàn người hơn chứ. Vậy thì chỉ một chúng phát khởi không đâu có làm nổi, chỉ một chúng đương cơ thôi đâu có làm nổi, chỉ một chúng ảnh hưởng thôi đâu có được. Cho nên chúng phát khởi, chúng đương cơ cần có chúng ảnh hưởng. Chúng ảnh hưởng, ví dụ hiện nay trong mình nhìn tình hình giờ là đây, quý vị ngồi đây là đương cơ nè, các vị đang online là ảnh hưởng, còn Pháp Hòa với quý thầy quý cô là phát khởi. Còn chúng nữa, kết duyên chúng. Kết duyên chúng là ai? Có những người, người ta chưa có phát tâm, người ta chưa có gì hết á, nhưng mà mình tạo điều kiện cho người ta. Hồi trưa này có một Phật tử dẫn người yêu tới. Thầy, 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 đổ ông đi thầy, con đổ không nổi. Pháp Hòa nhìn chú vạm vỡ quá, nói trời ơi, cô đổ không nổi, Pháp Hòa đổ gì nổi. Bảo không chịu tu. Pháp Hòa hỏi, vậy cô muốn ông tu làm sao? Tu theo ý cô phải không? Biểu ngồi ngồi, biểu đứng đứng không? Pháp Hòa mới nói vậy, mặc dù chú chưa, ý của cô là chú phải đi theo, rồi ăn chay, rồi tụng kinh, rồi đắp y và làm rắm rắp như cổ làm vậy đó, nhưng mà tại kỳ này á, thương đi theo. Pháp Hòa nói trời ơi, mặc có những người người ta chống bán, người ta phỉ bán, người ta chống bán mình trên đường tu, còn bây giờ mình đi vô đây mình tu, mà người ta chạy theo, người ta support mình, vậy là 50% được quá rồi chứ muốn gì nữa. Rồi bây giờ ví dụ như á, bây giờ quý vị có thể là quý vị đi tu mà người nhà mình ở nhà để giúp cho mình, giúp cho mình lo việc nhà, việc cửa ổn định để mình yên tâm mình đi tu, thì người đó có phải là kết duyên chúng không? Họ không có tu với mình, nhưng mà người ta hỗ trợ cho mình. Mình kết duyên với người ta, nhưng mà mình phải mừng một điều là người ta chắc không chống mình. Có nhiều người đi tu, đừng nói chi vô chùa tu 10 ngày nửa tháng gì, ở nhà tụng thời kinh tới mặt cũng không yên nữa. Cái người kia khó chịu, chửi bới, làm đủ thứ hết, làm cho mình khổ tâm vô cùng. Thậm chí muốn cho ai 10 đồng cũng phải lén lút, không dám cho. Nhưng mà đừng có nản với các vị đó. Đức Phật nói những người chống bán mình bằng đủ kiểu đủ cách, đó là kết duyên chúng. Trong đời này mình có duyên gặp họ rồi. Có một hôm Pháp Hòa lấy một cái đề mục để Pháp Hòa ngồi thiền. Thì bữa đó Pháp Hòa mới lấy cái đề mục là duyên phước để Pháp Hòa ngồi thiền với cái chữ đó. Thì trong khi mà mình tư duy về chữ duyên và mình tư duy về chữ phước, thì Pháp Hòa phát hiện một điều rằng á, trong cuộc sống này á, cái người mình gặp cũng là duyên, sự việc mà mình gặp cũng là duyên. Có cái điều là mình ứng duyên như thế nào để sanh phước, cái đó gọi là duyên phước. Duyên là cái condition, phước là cái fortunate, cái merits. Pháp Hòa ví dụ, mình đang đi trên đường mình gặp một cây đinh, có phải duyên không? Duyên. Nhưng mà nếu mình đi luôn mới có duyên mà mất phước. Lụm cây đinh lên, bỏ vô thùng rác,
Ngay có một cây đinh đó thôi mà mình có duyên, có phước. Cái người đó họ chửi mình một câu, duyên mình phải nghe họ chửi. Nhưng mình quán sao? Quán ác ngôn thị công đức. Mình quán cái lời nói ác đó trở thành ra cái công đức cho mình để mình nghe. Tại vì sao? Tại vì trong kinh cũng có câu đó, mình phải biến tất cả mọi cái độc dược biến thành cam lộ tương. Ai mới lại Quan Âm ngũ bách danh? Trong ngũ 500 danh hiệu Đức Quan Âm lại đó, trong đó có một câu là sử độc dược biến thành cam lộ tương. Nếu năng lực từ bi của mình đủ, mình sẽ biến tất cả mọi thứ độc dược trở thành ra nước cam lộ. Cho nên chữ tương là vậy đó. Ngày nào cũng ăn nước tương hết. Ăn gì cũng phải có miếng tương, nó mới đậm đà, nó mới ngon. Tương là ngon, thơm, bổ dưỡng. Cho nên á, không phải là cái người đó họ khen mình, họ ủng hộ mình mới là duyên phước. Người cũng là một cái duyên, việc cũng là một cái duyên. Hồi đó Pháp Hòa có chăm sóc một cái người bệnh tâm thần 11 năm. Thì cái vị này là cứ ban ngày thì ngủ, ban đêm thức. 11 giờ khuya mình chuẩn bị đi ngủ là bắt đầu vị này thức á. Thức ra bếp cái lục ăn là coi như ăn sáng á. Cái đi vô phòng ngủ giấc tới chừng 2 giờ sáng vậy, cái dậy ra ăn chập cái là như ăn trưa. Rồi cái 5 giờ sáng mình chuẩn bị, mình thức dậy mình đi tụng kinh, cái vị này thấy cũng ngồi dưới bếp tiếp ăn, đó là ăn chiều. 6 giờ mình tụng kinh, cái 7 giờ mình xuống cái thấy ngủ mất rồi. Mà cứ ăn xong rồi để cái tô ở trong phòng, để cái tô ở trong phòng mà không dám vô dọn, bị vô dọn là bị la. Cái lâu lâu cái chính phủ mỗi tháng, cái hồi đó chính phủ gửi cái check tiền gì nó kêu là tiền mà cho người bệnh á, mà lúc đó là chưa có direct deposit. Mỗi tháng gửi cái check về, cái mỗi lần về cái kêu thầy Pháp Hòa chở tôi đi cast tiền. Cái là Pháp Hòa phải chở ra nhà băng cast tiền, xong cái trên đường về cái ghé tiệm phở, rồi Pháp Hòa bỏ anh vô tiệm phở. Anh vô tiệm phở cái là mình ba chân bốn cẳng mình chạy về nhà, mình làm gì? Mình clean phòng cho ổng, mình hốt tô ra, mình rửa, rồi bắt đầu mở cửa sổ ra, trải ra giường, quét dọn. Chứ ban ngày ông ở trong đó mình đâu có làm được. 11 năm như vậy. Khi mà đưa thuốc cho uống á, mà hãy canh uống là thôi, mà không có canh thuốc á là ông đem ông bỏ ông không hết. Có một ngày nọ tự nhiên sau cái cống chùa nó nghẹt, đi xuống bắt đầu móc ra thuốc không, rồi đi ăn mấy cái thịt tầm bảy mười ba, sao về có nó ghé ghé cái là nằm trên cái giường rồi máu mủ, rồi trên cái bàn cầu rồi đó. Cứ Pháp Hòa lúc nào cũng mang bao tay với cầm sẵn cái đồ alcohol, hễ anh nó vừa đi ra là mình phải vui, mình vô mình chùi. Mà lên, khi mà lên bệnh một cái rồi là cực lắm, nằm kế bên mà phải canh cái tủ dao nữa. Tại vì sợ ban đêm ban hôm cái người đó không có đủ tỉnh là đi xuống bếp nữa, chứ đâu có ngủ nghe gì được. Cứ nằm bên gãi lưng gãi ngực được tùm lum hết. Mà bữa nào tỉnh thì thôi, lâu lâu bệnh vậy. Thì cái người đó là cái kết duyên của mình. Cho nên duyên của mình mà phải gặp mà. Nhưng mà nếu mình biết thì ngay cái duyên đó mình có phước, gọi là duyên phước. Thí dụ như mình đi xuống bếp rửa chén hết rồi, ai ăn đâu không biết nữa, tự nhiên dục cái tô. Nếu mình khởi lên bực á, bực á thì cũng phải rửa, phải không? Mà vui vẻ thì cũng phải rửa. Thì rửa thì tại răng mà mình không có rửa. Mình rửa với vui vẻ thì đó là duyên, rửa cái chén là phước. Thí dụ bây giờ tới phiên mình canh chừng cái ca mà rửa dọn đó, mình rửa sạch hết rồi đâu lát ra tô ra chén ai ăn đâu dục.
vào trong cái sinh đó thì duyên đó để mình có phước. Duyên thuận phải không, duyên nghịch. Ngày hôm qua có một cái em YouTuber đi lên đây thăm rồi cũng nhờ Pháp Hòa có vài câu chia sẻ. Thì Pháp Hòa mới chia sẻ với em đó là thiệt sự ra trong cái lần dịch bệnh này á, nếu mà ai mà có tu tập, có tư duy, có một chút gì tư duy, có quán chiếu, thì mỗi người sẽ lượm ra cho mình một bài học. Tùy theo hoàn cảnh của mình, tùy cái duyên mình đối cái dịch bệnh này như thế nào, để chúng ta tìm ra được một bài học cho mình. Pháp Hòa ví dụ như hồi xưa người ta hay nói cái câu là có tiền mua tiên cũng được. Nhưng mà cái vừa rồi mình thấy cái cảnh ở Việt Nam chưa chắc có tiền mua tiền được, lúc đó có tiền mua bó rau cũng ra. Vậy thì cái câu mà có tiền mua tiền cũng được có khi nó không có tác dụng. Mà lúc đó có tiền kiếm một bó rau mua cũng khó. Rồi thậm chí bây giờ mình ở một cái nơi mà mình bị thiếu ăn, thì tự nhiên mình sẽ cho mình một cái bài học. Và từ cái nghịch đó mình thấy rằng có thể hồi đó mình sống mình hơi phung phí. Sau một lần dịch bệnh này mình mới thấy rằng rõ ràng mình sẽ có những lúc mình rơi vào cái tình cảnh là không được đi đâu hết, không có gì để ăn hết. Cho nên sau lần bệnh này mình sẽ phát nguyện sống có chánh niệm hơn, sống có chánh niệm hơn, ăn uống biết tiết chế hơn, không có dám phung phí, vân vân. Cho nên á, hôm nay quý vị đi vào một khóa tu, thì quý ngài giáo thọ đó là hướng dẫn cho mình những bài học rất là cao siêu, tức là những bài học nó liên hệ đến để mở mang cái tuệ giác cho mình. Còn riêng Pháp Hòa là nhắc đại chúng làm sao quý vị thấy tất cả mọi thứ đều là cái duyên để mình có thể kết duyên hết. Ví dụ như quý vị sẽ ở đây là 3 ngày qua quý vị có khác gì với nhà đâu, cũng ăn, cũng ngủ, cũng mặc áo, đi tắm, ăn cơm, vân vân. Nhưng mà có khác hơn là mỗi cái hành tác của mình á, thì nó lại có cái gia vị của chánh niệm. Ví dụ ở nhà mình vẫn ăn cơm, mà tới giờ ăn cái xách cái tô đi bới cơm, ngồi ăn với cái tivi. Bây giờ mình tới giờ cơm, mình phải xếp hàng, mình lấy cơm trong chánh niệm, rồi mình đi đứng khoan thai tới chỗ ngồi. Hồi xưa mới vừa ngồi xuống là mình lua, bây giờ ngồi xuống phải chờ, phải không? Rồi đại chúng phải chắp tay quán nguyện rồi mới được ăn. Vẫn ăn, nhưng mà cái ăn của mình có tư duy, có quán chiếu. Mình vẫn ngủ, nhưng mà có thể ngày xưa bữa nào mà mình tối mình lỡ mình coi thì phim khuyên chút á, mai sáng nghỉ công phu. Nhưng mà hồi tối mình lỡ mình có thức khuya, mà sáng nay cũng phải ngồi dậy đi với chúng, còn lên chánh điện ngủ gục tính sao? Lên chánh điện mà ngồi mà nhắm mắt nhập định tính sao? Còn bây giờ là cứ phải thể hiện cái tướng là đi với chúng cái đã. Kết duyên hết. Ở nhà mình á, có thể mình mặc cái áo tràng tụng kinh xong, có thể mình xin lỗi mình tháo cái áo ra rồi mình dắt ở đâu cũng được. Nhưng mà ở trên này làm sao được, lỡ quá mất cái áo mà không có áo mặc là phải đi về phòng cất áo cho đàng hoàng, cất y cho đàng hoàng. Ở nhà mình ngồi xong mình đứng dậy, có thể mình để đó, ôi của mình mà lát mình tới mình ngồi nữa chứ gì đâu. Nhưng mà ở đây vừa đứng dậy là phải chỉnh lại cái chỗ ngồi của mình liền, để mà mình trang nghiêm cái chỗ đó. Vậy thì bây giờ đại chúng cứ suy nghĩ, tất cả những cái việc đó đều là cái việc để chúng ta kết duyên hết. Và thưa đại chúng, những gì quý vị làm trong suốt 10 ngày đó, đó là việc làm của người xuất gia mỗi ngày đó. Người xuất gia làm những việc đó mỗi ngày đó, ăn trong chánh niệm, làm những công việc trong chúng đó. Cái thời gian mà mình ở đây từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm đó, đây là thời khóa hàng ngày của các thầy các cô trong chùa đó. Cho nên các thầy các cô không phải là đi tu chung với mình 10 ngày đâu,
mà các thầy các cô đang làm cái chuyện gọi là ảnh hưởng chúng, ảnh hưởng chúng. Và có thể là mình chưa thuần thục cho nên chịu khó, chiều chuộng mình chút, gọi là kết duyên chúng. Cho nên khi mà nói kính thưa đại chúng, không có phải chỉ nói số lượng. Và trong chúng đây, ngoài số lượng đông ra, và mỗi người đang mang trong người mình một cái bổn phận thiêng liêng lắm. Quý vị có những người quý vị thấy đâu có đắp y đâu, nhưng mà cái giờ mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình được đi ăn thì các vị vẫn còn làm việc. Rồi chỉ có giờ nghe pháp là các vị tranh thủ lên đây nghe pháp với mình. Thì các vị đó đến đây để làm gì? Làm ảnh hưởng chúng. Chữ ảnh hưởng đó là mình, các vị đó người ta cộng giúp cho mình, trợ duyên cho mình. Mấy khóa tu trước là cả ngàn người hơn Phật tử các nơi về, mỗi người, nhất là Phật tử bên Mỹ qua đông, và mỗi người giúp mỗi tay mỗi việc, và tất cả Phật tử khắp nơi hết, ai về đây cũng đều. Và thí dụ như có quý bác lớn tuổi, quý vị sẽ nói thôi giờ tôi không làm gì nổi hết. Như có một bác lại gặp Phó Hòa nói xin lỗi không làm, Phó Hòa nói không, chỉ cần quý vị tu theo khả năng sức khỏe của mình, và quý vị thể hiện cái sự hiện diện của quý vị, đó là ảnh hưởng chúng. Cho nên kết duyên hết. Rồi quý vị thấy là trong hơn một năm qua, mình thể hiện cái sự kết duyên của mình nó rộng ra, qua hình thức là chúng ta làm Zoom, làm livestream, tất cả các nơi có thể cùng đây ngồi đây với mình hết. Và không phải trong cái khóa tu này có những Phật tử ở Canada nhưng cũng không qua đây được, và đang ở nhà tu. Hồi nãy Pháp Hòa thấy mấy cô đưa cho Pháp Hòa cái tờ giấy, quên để đâu rồi. Mình có 150 vị hiện nay trong đạo tràng, và từ các tỉnh Quebec, Manitoba, Saskatchewan, BC, Alberta, Ontario, coi như là những tỉnh mà có người Việt thì ít nhất cũng được một vài người. Và những vị nào mà đang online đó, quý vị đang ở trong một cái đạo tràng tại nhà của mình đó, quý vị có thể chụp hình cái đạo tràng tu của mình rồi gửi về địa chỉ của tu viện để Pháp Hòa được ngắm nhìn đạo tràng của quý vị tu tập như thế nào. Bao nhiêu vị? Một người, hai người, ba người, bốn người, có nhiều khi gần gần với nhau đó, kéo nhau về một nhà nào đó tu 10 ngày vì không đi được, thí dụ vậy. Cho nên tất cả cái đó đều là cộng trú hết. Cho nên là kính thưa đại chúng, không có gì sai hết, mà phải nói là một sự chào hỏi rộng rãi mà đến từng chúng. Quý vị nhìn tới nhìn lui thì khởi xướng và đương cơ ở đây đâu có mấy người đâu, đa phần các vị ở xa đến, không, các vị đến đây làm đương cơ, nhưng mà cũng đến đây để làm ảnh hưởng. Còn những ai mà đi theo người thân mình đó, như mấy đứa nít hay là người bạn đời của mình đi theo mình, đó là kết duyên đó. Cho nên Pháp Hoài chỉ muốn nhắc là khi mà mình đi xuất gia gieo duyên đó, là mình tập cái duyên ra khỏi gia đình mình thử 10 ngày. Mình sống một đời sống của một người xuất gia, không có gần gũi người thân, đó là một cái duyên, một cái kết duyên. Kết duyên thứ hai là mình giữ giới của người tu, 10 giới căn bản của người tu. Kết duyên thứ ba là mình ăn mặc theo người tu, rồi mình nói năng theo cái cách của người tu, mình đi đứng theo cái cách của người tu, nhất nhất đều là
gieo cái duyên đó hết. Nhưng mà thưa đại chúng là có thể quý vị đi 2 ngày, 3 ngày hoặc chỉ một lần này, chứ chưa biết năm sau mình có cái thời gian để đi nữa không. Nhưng mà quý vị cũng đã kết duyên rồi đó, quý vị cũng đã gieo cái hạt giống đó rồi đó. Còn các vị mà ở nhà online, chỉ thiếu một cái là chưa có được nhá kéo thôi. Hay là lần đầu tiên tham dự thì chưa có đắp y thôi. Nhưng mà quý vị tất cả chương trình tu học quý vị theo đủ. Là mình nói tới cái duyên phước phải không? Thì bây giờ quý vị thấy được cái duyên và cái phước chưa? Bất cứ việc gì, người nào có mặt trong đời mình hay việc gì nó đến với mình đều là cái duyên hết. Rồi giờ anh xử sự sao đó, anh xử sao mà để cho anh có cái phước đó anh xử. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chữ phước duyên thì sao? Thí dụ mình có của là có phước nè, nhưng mình không chịu gieo duyên với ai hết. Thí dụ mình có của nhưng mà giờ khắp nơi người ta đang gặp khó khăn, thì mình gieo duyên, mình giúp đỡ đó. Mình có cái phước, bây giờ mình lấy cái phước mình gieo. Rồi quý vị ở chung phòng với nhau, hôm nay có kết duyên chưa? Mới đầu bước vô ngày đầu chưa ai quen ai phải không? Qua ngày thứ hai là thân. Phải qua nhớ năm nào khóa tu xong cũng có vụ chụp hình phòng nha. Ê, phòng của con. Rồi xong đến phòng, đến nguyên phòng, chụp phòng rồi chụp gì nữa? Chụp cái building của con. Rồi chụp tới gì nữa? City, chụp tới thành phố, rồi tiểu bang. Kết duyên hết. Cho nên thí dụ như lỡ mà mình hơi khó chịu, tại sao phải làm này làm kia, mình nghĩ cái đó thôi là cái duyên nó giảm rồi đó. Mình đã đi tới đây để mình kết duyên rồi thì tại sao là mình lại khó chịu với cái đó? Đắp cái y phải thấy hạnh phúc, cầm cái bát lên phải thấy hạnh phúc, được ngồi ăn cơm im lặng với đại chúng phải thấy hạnh phúc. Ở nhà nhiều khi muốn yên lặng chút cũng không được nữa, hết ông xã mở tivi tới mấy đứa nhỏ. Nhiều khi mình muốn tìm một cái khoảng thời gian nào để yên lặng để tụng thời kinh chưa chắc đã được. Mà mình đến đây lúc nào cái khung cảnh nó cũng yên tĩnh để nó trợ duyên cho mình, nó tại sao không được? Hồi nãy có một vị giới tử hỏi Pháp Hòa là thí dụ bây giờ giờ nào rảnh đó, con muốn đắp y ra ngoài đài Quan Âm lễ, Quan Âm lễ Phật Di Đà rồi được không? Được chứ sao không? Mình thọ cái y đó 10 ngày thì trong 10 ngày này mình cứ trì, cái trì nhiều chừng nào tốt đấy. Thọ trì. Thọ là nhận, trì là giữ. Bây giờ mình thọ trì đi, mình đem y ra mình đắp mỗi ngoài ba thời kinh rồi ăn uống mình đắp y, thì giờ nào rảnh tối hay là sáng sớm mình dậy sớm mình đắp y mình ra lễ Quan Âm có sao đâu. 10 ngày đó là mình đang sở hữu cái tấm y đó, mình cứ đắp y bất cứ giờ phút nào mình muốn để đi lễ Phật, gọi là phi thời đó, được hết á. Cái giờ nào mà thí dụ tối hay sáng mình dậy sớm hay là mình ở lại trễ một chút mình tự mình lễ Phật tụng kinh, cứ đắp y. Bởi vậy cho nên á, thường á, Pháp Hòa hay để cho đến last minute, cái giờ phút cuối mới xả giới cho quý vị. Vị nào mà sáng sớm ngày mai về, Pháp Hòa khuyến là ở cứ giữ cái y đắp cho tới buổi chiều, công phu chiều đi, không còn cái lễ nào để đắp y nữa thì chừng đó xả. Ví dụ như sáng mai mới về mà trưa nay xả rồi uống, lỡ chiều tụng thời kinh nữa không có y đắp. Ý Pháp Hòa là muốn làm sao mình được tiếp nhận cái đó cho tới cái phút cuối cùng. Đó là mình nói về cái duyên phước, rồi ngược lại là phước duyên. Mình có phước, mình có những cái điều kiện đó, bây giờ mình có làm sao mình tạo cho những điều kiện đó nó rộng thêm nữa. Ở trong Phật Pháp á,
có nói đến một cái gọi là nhân duyên. Nhân duyên là gì? Nhân duyên là cái điều kiện chính yếu. Ví dụ hạt thóc là nhân duyên, hạt thóc. Nhưng mà nếu mà hạt thóc đó để xuống đất mà nó không có những cái điều kiện phụ gọi là tăng thượng duyên thì hạt thóc đâu có mặt được. Tăng thượng duyên của hạt thóc là gì? Nước, nắng, không khí, đất, vân vân. Vậy thì hạt thóc là nhân duyên. Còn những cái duyên mà trợ cho cái hạt thóc nó nảy mầm, nó lên cây đó, gọi là gì? Tăng thượng duyên. Nhân duyên tiếng Anh dịch là condition, còn tăng thượng duyên dịch là additional conditions. Nó trợ giúp cho. Bây giờ quý vị phát cái tâm muốn đi xuất gia gieo duyên, rồi mua vé máy bay bay qua tới đây. Quý vị mới có là nhân duyên à. Bây giờ đến đây trời ơi, sao không ai ngó ngàng gì tới mình hết, không ai giúp đỡ gì cho mình tu hành hết trơn gì, thì không có tăng thượng duyên, phải không? Tôi biết đắp y, để tôi chỉ cho đắp. Hồi sáng này có một cô mới nói cho Hòa nghe, trong chúng có một vị bị dị ứng tiêu. Thì Pháp Hòa mới nói là thôi thì bây giờ cổ mới nói là con có hứa với cổ là mỗi ngày sẽ lấy một phần ăn không có tiêu để một góc nào cho cổ. Cổ biết cứ mỗi bữa tới giờ ăn cổ tới góc đó cổ lấy phần của cổ. Vậy thì cô đó phát tâm đi tu là nhân duyên, đến đây được sự trợ giúp của người này người kia theo cái sức khỏe của cô, thì cái người giúp đỡ đó gọi là cái gì duyên? Tăng thượng duyên. Ở đây có một chị Phật tử, chị chưa bao giờ chính thức ghi danh dự khóa tu hết, nhưng mà khóa tu nào 10 ngày là có mặt chị đủ từ sáng tới tối. Mà những dĩa trái cây mà quý vị thấy trên bàn ngày nào cũng có để ăn đó là chị đó. Rồi có một vị mới nói với Pháp Hòa đó là con phát nguyện cúng dường gieo ua cho đại chúng ăn mỗi ngày để đại chúng có sức khỏe. Đó là tăng thượng duyên hết. Rồi có vị phát tâm nấu 2 ngày, nấu 3 ngày, có người phát tâm nấu buổi sáng, vân vân. Rồi quý vị nhìn kỹ đi, mình chỉ là một nhân duyên đến đây thôi. Nhưng nếu không nhờ những cái duyên khác hỗ cho mình thì làm sao mà mình đủ cái niềm vui mình tu được. Hồi nãy Pháp Hòa hỏi một bác, một vị giới tử nam. Các vị ở dưới cái khu vực của giới tử nam có vui không? Dạ vui lắm. Rồi quý bác ăn ngủ có đầy đủ không? Dạ dư. Ăn uống đầy đủ, thời khóa tốt, mọi việc rất tốt. Đó là tăng thượng. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa khởi cái tâm, mình khởi tâm mình tu, mà tới đây không có ai thân thiện gì với mình, không ai giúp đỡ gì mình hết, không có ai ngó ngàng gì tới mình hết trơn. Tu tu chứ tuổi gì tuổi cho rốt cuộc cũng tuổi thân à. Phải không? Nhưng mình tới huynh đệ gặp nhau, chào hỏi, nâng đỡ cho nhau, tự nhiên mình có cái năng lượng. Mà không chừng mình đang suy nghĩ mới đầu điện đi có một khóa thôi mà vô đây thấy vui quá, năm tới đi nữa. Có một giới tử đăng ký tu có 5 ngày, thấy vui quá đổi vé ở lại thêm 5 ngày nữa. Vậy là mình tăng thượng duyên có kết quả. Nhân duyên là mình, thí dụ mình khởi cái tâm bồ đề, tâm muốn đi tu, nó là mới nhân duyên thôi. Rồi phải nhờ những cái duyên khác. Cho nên ví dụ một vị đó phát tâm đi xuất gia, vị đó mới có nhân duyên thôi, tạo cái nhân. Nhưng mình chính là những người giúp cho cái người tu đó đi trọn vẹn con đường, là tại vì nhờ cái sự hỗ trợ của mình. Rồi cái duyên thứ ba gọi là gì? Đẳng vô gián duyên. Chữ đẳng vô gián duyên á, tiếng Anh dịch, tạm dịch là continuously conditions, non stop, liên tục,
Pháp Hòa ví dụ như quý vị muốn nấu nước sôi để pha trà, pha cà phê, ví dụ vậy đi. Nó mới vừa hơi hơi cái tắt lửa gì mình nghĩ nó sôi rồi, thì nó sôi đủ không? Sôi không đủ. Phải để lửa liên tục, để đến nó đủ liên tục để chi? Để nó sôi cái nồi nước đó. Thì liên tục cái ngọn lửa đó là gì? Đẳng vô gián. Vô gián tức là không có dừng, không có nghỉ. Chẳng hạn như mình tổ chức khóa tu, khóa tu mùa hè, xong cái tổ chức khóa tu mùa thu, xong rồi khóa tu mùa đông, rồi khóa tu mùa xuân, rồi bốn cái ngoài bốn khóa tu chính là mỗi tháng có một ngày tu nữa. Tại sao Pháp Hòa phải làm vậy? Đâu phải Pháp Hòa ham cực, nhưng mà tại vì Pháp Hòa muốn cái ngọn lửa tinh tấn của đại chúng nó phải liên tục. Có nhiều lúc mấy thầy livestream của mấy thầy mệt á, mấy thầy mệt á, mình thấy rõ luôn á. Nhưng mà những lúc vô ngồi ăn á, Pháp Hòa hay nói mấy đứa ráng đi con. Hồi chiều này á, có một thầy vô ngồi với Pháp Hòa, Pháp Hòa vỗ vai, "You do good job." Thầy hạnh phúc lắm. Tại vì thầy muốn làm Phật sự mà các con hiểu được cái tâm của thầy. Và thầy trò cùng nhau, quý vị thấy có mấy thầy trò mà lăn tới lăn lui. Nhưng mà mình cực khổ một chút, nhưng mình thấy được, mình làm được một cái gì đó cho Phật Pháp, cho mọi người. Mình giữ cái ngọn lửa đó. Bây giờ thí dụ mà cũng cảm ơn cái hệ thống Internet. Thí dụ bây giờ muốn làm mà không có phương tiện để làm thì đâu có làm được, phải không? Vậy thì cái phương tiện mà Internet đó là cái gì Duyên? Hả? Tăng thượng duyên. Rồi cộng với mình nữa thì nó tạo ra đẳng vô gián duyên. Có một bữa không có được vui lắm, Pháp Hòa xếp chương trình mà livestream. Các vị mới nghĩ Pháp Hòa là chắc muốn khoe mình đang an cư, khoe mình tu đó. Tu mà có gì khoe. Nhưng mà mình để cái chương trình ra như vậy. Nhưng mà thầy hỏi ý, mấy đứa thấy cái nào nó phù hợp và thời gian cho phép thì giữ. Đề ra là đề vậy thôi, nhưng mà mình phải có buổi họp để mình thấy cái nào giữ được, cái nào không thể thực hiện được. Thì cuối cùng mới bỏ bớt đi một cái thời kinh 10 giờ sáng. Tại vì 6 giờ sáng trong 3 tháng an cư, 6 giờ sáng livestream tụng kinh công phu, rồi 10 giờ sáng livestream tụng kinh. Mà thí dụ mà đa phần cái giờ đó là giờ bận, mà nhất là những cái tang lễ, việc Phật sự của chùa. Bây giờ nếu mình đề lên chương trình rồi bữa đó mình có đám tang rồi ai làm? Thấy không? Thành thử ra bỏ cái giờ đó, giữ lại cái giờ học, giữ lại cái giờ tụng kinh. Rồi cuối cùng là sáng chiều hai thời công phu với lớp học 3 buổi là cũng cực rồi. Nhưng mà cái ở đây Pháp Hòa muốn nói là suốt một năm qua, dù những lúc chưa, những cái lúc dịch bệnh, dù chùa phải đóng cửa hoàn toàn đi nữa, trong chúng ở trong chùa 10 người vẫn chưa nghỉ tu một ngày nào hết. Mấy thầy học đến mấy thầy phát mệt với Pháp Hòa luôn mà. Coi như là Pháp Hòa mới nói, đến nồi mà học xong một cái quyển kinh nào rồi, Pháp Hòa phải chắp tay cảm ơn mấy đứa. Cảm ơn tụi con theo học, cảm ơn mấy đứa cho thầy được làm cái bổn phận của thầy. Tại vì khi mình còn đi đứng thì bình thường là đi suốt, mà mình một quyển kinh mà học hoài học không xong. Cho nên khi dịch bệnh Pháp Hòa đâu có biết lúc nào nghỉ là không có lâu, cho nên dồn bắt học, ngày nào cũng phải học. Thầy ở nhà ngày nào, ngày học 2 buổi. Vì mình muốn giữ cái ngọn lửa đó. Đại chúng có thể nói, trời ơi thời khóa gì mà liên tục. Thứ nhất, mình có một cái thói quen rất lớn, hễ rảnh rỗi là sanh nông nổi.
Rảnh rỗi là sanh nông nổi đó. Mình rảnh là bắt đầu mình sẽ nói chuyện, mình nghỉ ngơi. Thì Pháp Hòa thấy uổng quá đi, có 10 ngày mà. Kệ đi chút đi, tối về mệt đừ ngủ khỏi nói chuyện. Nhưng mà sau một ngày quý vị nằm xuống, quý vị thấy từ sáng giờ mình không phí, mình không có phí cái ngày sống của mình. Quý vị nhìn quý bác à, hàng thượng tọa trên kia bữa nay là hơi đông. Đó. Khóa tu này người lớn tuổi nhất 87 tuổi. Đâu 87 tuổi đâu, giơ tay. Có 85 tuổi không? À, cô Dư Thường 85 tuổi. Hồi nãy có hai đạo hữu, hai ông bà lên thăm Pháp Hòa. Pháp Hòa cũng bày tỏ cái niềm hạnh phúc của Pháp Hòa. Tại vì Pháp Hòa biết các vị khi còn trẻ, còn khỏe là đi làm. Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ lấy một câu này bỏ túi nghe. Nghỉ hưu lo tu. Hồi xưa mình đi làm kiếm tiền, giờ nghỉ hưu ở nhà tu kiếm phước. Khỏe thì đi làm kiếm tiền sống, giờ già rồi chính phủ nuôi, tiền hưu nuôi, lo tu kiếm phước. Mà kiếm phước đó cho mình mà cho con mình nữa. Quý vị có thấy á, hồi đó mình chưa qua đây, mình chưa đi chùa, con mình đâu đi. Để ở đây có vài vị giờ nhìn nữa có phải không? Con mình không biết chùa chiền gì hết á, mà nhờ có mặt mình đây, mình đi chùa cái con mình lên. Mà mỗi đứa nó có một cái tài, mình nhờ đúng cái tài nó hạnh phúc, nó đóng góp được cho Tam Bảo, nó đóng góp được cho cộng đồng. Mình gieo cái duyên rồi đó. Cho nên trong cuộc sống này, nếu đại chúng nhìn, đại chúng sẽ thấy rằng mình có nhân duyên, mình có tăng thượng duyên, mình có đẳng vô gián duyên liên tục. Còn một cái duyên nữa gọi là sở duyên duyên. Sở duyên là gì? Là object. The objects of conditions and the objects and the condition. Mình cái duyên là gốc, nhưng nếu không có những cái sở duyên, tức là cái đối tượng, thì làm sao mình khởi duyên? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình có con mắt. Vậy thì cái gì là sở duyên của con mắt? Cái gì là sở duyên của con mắt? Sắc tướng. Cái gì là sở duyên của lỗ tai? Âm thanh. Cái gì là sở duyên của lỗ mũi? Mùi vị, mùi. Cái gì là sở duyên của cái lưỡi? Vị. Cái gì là sở duyên của cái thân? Xúc chạm vật chất. Vậy thì mình là cái duyên, và những cái đối tượng của cái đó gọi là sở duyên. Sở duyên, sở là cái của mình, là cái object. Cho nên là mình có con mắt, nhưng mình phải có chánh niệm để tìm những cái sở duyên của mắt. Mấy ngày nay á, mình ở suốt 10 ngày trong chùa, lục căn mình được thu nhiếp. Mắt, tai, mũi, miệng. Ăn thì có ăn nhiều gì đi nữa, mà có ăn ngon cỡ nào đi nữa cũng chai lạc, phải không? Mà hình tướng muốn nhìn gì đi nữa cũng có gì ngoài mấy cái đầu trọc, áo tràng, tượng Phật. Đó. Cho nên cái sở con, cái duyên này nó được cái sở duyên kia nó nuôi. Thánh thiện, chánh niệm. Cho nên ở trong phòng với nhau đó, mình cũng là sở duyên của nhau. Ví dụ cái anh kia đó, ảnh tinh tấn lắm, đúng giờ là ảnh dậy, ảnh đi mặc áo tràng đi tụng kinh. Ảnh là sở duyên của tôi á. Tôi muốn nằm chút mà tôi thấy ảnh tinh tấn, tôi cũng ốt dột nè, tôi ngồi dậy. Cái anh kia là sở duyên của tôi á, ảnh ghi danh rồi, ảnh lúc nào anh cũng có mặt trong các công việc ghi danh. Còn tôi cũng có cái bệnh ghi danh để đó, lát tôi chùn. Thì cái người kia là cái sở duyên của mình.
Cho nên nếu mình sống chung với chúng mà mình có cái chánh niệm thì mình cũng đều là sở duyên của nhau hết. Và mình cũng là tăng thượng duyên cho nhau luôn, phải không? Liên tục mình giúp đỡ. Có những vị lớn tuổi đi khóa tu, nhờ các bạn trẻ hướng dẫn mua vé giùm. Đó là tăng thượng duyên, trợ cho cái người đó có một cái năng lực. Có những Phật tử ở xa do dịch bệnh không về được, nhưng quý vị vẫn gửi những tấm lòng của mình về với chúng, gửi những tấm lòng của mình, gửi trái cây, gửi thức ăn, vân vân, về để hỗ trợ cho đạo tràng. Cho nên thưa đại chúng, ở đây Pháp Hòa muốn nói, mình chỉ cần mới có nói lên một cái chữ là tu gieo duyên thôi, mà mình có đủ tất cả các cái duyên khác hỗ trợ cho mình, phải không? Tăng thượng duyên, đẳng vô gián duyên, phải không? Mình là nhân duyên, rồi những người khác trợ duyên cho mình là tăng thượng duyên, và liên tục không có dừng thì gọi là đẳng vô gián duyên. Và chúng ta tập nhìn mọi cái xung quanh để làm cái duyên tu cho mình, gọi là sở duyên duyên, bốn duyên. Ở trong cái bài sám quy mạng á, trong đó có một câu như thế này: bất phùng bát nạn, bất khuyết tứ duyên. Thì cái chữ tứ duyên trong cái bài sám này nó lại khác hơn bốn cái duyên nãy Pháp Hòa nói. Tại vì tứ duyên trong bài sám này á, là các tổ muốn nói là bốn điều kiện để hỗ trợ cho cuộc sống hàng ngày của mình. Đó là y phục, ngoạ cụ, thực phẩm, thuốc men. Y phục là quần áo, ngoạ cụ tức là chỗ ở, thực phẩm là thức ăn, thang dược là thuốc. Bây giờ quý vị nghĩ coi, mình tu chứ không phải đủ bốn cái này mình mới đủ yên tâm mình tu, phải không? Đi tu mà quên cầm thuốc theo cũng hồi hộp lắm. Cho nên là nhức đầu mà có ai đó cho mình thuốc, hay đau bụng cho mình thuốc. Cho nên bốn cái duyên này không thể thiếu. Bất phùng bát nạn, tức là nguyện cho trên đường tu con không gặp tám cái tai chướng, tám cái chướng nạn. Và đặc biệt là bất khuyết tứ duyên, không có thiếu. Bốn cái duyên đó không thiếu là ăn, mặc, ngủ, thuốc. Có thiếu không? Ba ngày nay có bị thiếu không? Đủ không? Thôi đừng nói dư, nói đủ. Phải không? Dư là mình nói đủ đi cho khiêm cung. Đủ. Mà đủ không? Dư. Tại vì sao? Tại vì mình thiếu thì mình không đủ sức. Cho nên mình tu là đối với cái tâm linh của mình á, thì mình không gặp những cái chướng. Còn đối với đời sống vật chất thì mình không bị những cái khuyết, cái thiếu. Bất phùng bát nạn, bất khuyết tứ duyên, đầy đủ cái đó. Thì trí bát nhã dĩ hiện tiền, bồ đề tâm nhi bất thôi. Đủ cái đó rồi á, không có đói, không có khổ gì hết. Tu càng ngày càng tiến, trí bát nhã dĩ hiện tiền, mà tâm bồ đề không có lui sụp. Thí dụ mình tới mình tu mà thiếu ăn, bệnh không có thuốc, vân vân, trời ơi chán quá, thôi tôi ngán ngẩm quá, lỡ qua khóa này thôi. Không. Còn không, mới có 4-5 ngày, mua vé 10 ngày, 4-5 ngày chịu hết nổi rồi. Dòng sơm. Thí dụ vậy. Cho nên cái lời của chư tổ rất là thiết thực. Mình tu mà đối với cái tâm, cái tinh thần của mình nó không bị chướng.
Cho nên thưa đại chúng, mình tu tập trong đời này đừng có gây khó dễ cho nhau. Nếu mà mình gây khó dễ cho nhau đó, thì một lúc nào đó cái nhân cái quả nó đủ, mình cũng rơi vào cái tình trạng là mình bị thiếu duyên, mình sẽ bị những cái chướng ngại trở lại. Quý vị nhớ cái vị thầy Pháp Hòa kể không? Pháp Hòa kể nhiều lần á, là cái đời tu của ổng nó không yên á, 7 lần ra vào đó. Mà cái đó không có cái gì ngoài một cái nhân ổng tạo thôi. Đó là ổng không bao giờ giúp đỡ huynh đệ trên đường tu. Tu chung mà huynh đệ ổng không giúp đỡ. Thí dụ như cái người đó thiếu sức khỏe, không có phụ được việc gì đó, chửi bới nặng nhẹ, hay là tạo vây cánh cô lập cái người kia, vân vân, thì Đức Phật nói do cái nhân đó. Cho nên mặc dù ông không có ác, không có ác, nhưng mà cứ tạo những cái khó dễ cho cái đồng tu của mình, thì cái nhân sao thì cái quả nó dễ. Tổ Quy Sơn nói nhân duyên hội ngộ, thời quả báo hoàng tự thọ. Nếu mà cái nhân cái duyên nó đủ đầy rồi đó, thì cái quả nó phải quay lại với mình. Cho nên ổng bị một cái đời này bị một cái chướng ngại là tu hành mà không có suôn sẻ, ra vô hoài. Cho nên á, đời tu mình á, thí dụ đời này mình thấy mình tu được suôn sẻ, được thoải mái là mình biết á. Nhưng mà cũng phải cẩn thận, tại vì nhiều khi suôn sẻ quá thì mình lại có cái tâm ỷ lại, thấy không? Cho nên á, cái thuận lợi để tu đó là phước, nhưng nếu không nhận ra cái phước á, thì lại mất phước, thì bây giờ gặp nghịch cảnh. Cho nên hết phước thì nghiệp tới, mà nghiệp hết thì phước tới. Tu hành không có gì ngoài hai chữ phước và nghiệp. Bây giờ mình đang sống đây là mình đang 10 ngày này là mình đang giảm những cái nghiệp xấu. Cho nên tập sống chung an lạc. Ở bên hệ phái khất sĩ có câu đó, tập sống chung an lạc. Mình sống chung với nhau mà mình không có an lạc, có nhiêu đó thôi là mình mất duyên rồi, thì làm sao mình đủ duyên với chúng sanh nữa, phải không? Cho nên Pháp Hòa hôm nay, ngày đầu tiên, lẽ ra là Pháp Hòa gọi là ôn bài cũ, nhưng mà năm nào cũng nhắc nhở những cái chuyện bình thường trong chúng, vì đây là bổn phận của Pháp Hòa. Còn quý vị học với các vị giáo thọ đó là học Pháp, còn Pháp Hòa là người khởi xướng khóa tu, và phải có bổn phận hướng dẫn cho đại chúng những cái cách thức như thế nào trong cái sự sinh hoạt tu tập, để đại chúng có đầy đủ những cái tài liệu, những cái khái niệm. Mình đến đây mình tu gieo duyên là tu làm sao, tu làm sao trong gieo, gọi là gieo duyên. Thì tất cả những cái gì nó khó mà quý vị ráng khắc phục là quý vị đang gieo duyên với nó đó. Tại vì những gì ở đây sinh hoạt trong 10 ngày này đều là những sinh hoạt của người tu mỗi ngày hết. Ăn cơm chánh niệm, làm việc trong chúng, thức khuya dậy sớm, phù nhất, tất cả đó là đời sống của người tu. Mà nếu 10 ngày này mình chịu đựng được, mình hạnh phúc, thì mình biết rằng mình có cái khả năng đi vào cái chúng xuất gia thật thụ. Còn mình cảm thấy là ô cái này mình làm không nổi là mình biết đó. Cái đường tu mình nói thì thôi, chứ còn đi vào thì nó phải, nó đâu phải vậy. Nhưng mà cái gì cũng vậy. Hôm nay quý vị có thấy cái đường đi từ ở dưới cư xá lên tới chánh điện nó có thay đổi không? Thay đổi không? Cái nó tự nhiên nó thay đổi hay là mình phải làm? Đúng thế. Y như bản thân của chúng ta thôi. Y hệt vậy thôi, không có khác gì hết đó. Nếu như mà một cái chỗ đó nó là như vậy, mà mình để nó như vậy thì mãi mãi nó là như vậy. Thậm chí nó còn tệ hơn nữa, mỗi ngày cỏ cây rác rưới nó còn bám vào đó. Nhưng nếu mà chúng ta có đầu tư
có cái invest, có cái đầu tư, có cái sáng tạo, thì ngay nơi đó nó sẽ biến thành một cái gì đó đẹp lên. Cho nên mình tu là một sự invest, một cái sự đầu tư cho thân tâm của mình. Pháp Hòa nhớ cái đêm đầu tiên Pháp Hòa có chia sẻ với đại chúng đó, khi mình ăn, đơn giản nhất là món ăn của mình, gần gũi nhất với mình là một ngày là ăn ba cử đó, thì bất cứ lúc nào khi cái miếng ăn đó nó không vừa miệng mình thì mình liền lập tức tìm cách làm sao cho nó vừa với cái khẩu vị của mình. Từ cái cay, cái mặn, cái ngọt, vân vân, thì mình liền có một cái công thức làm sao để cho nó vừa ăn. Thì thưa đại chúng, cái đó hoàn toàn không có gì sai hết. Nó là nuôi cái thân, nhưng hãy lấy công thức đó ứng dụng cho tâm linh của mình. Nếu mà mình không thoải mái một việc gì đó thì tại sao mình không tìm một phương pháp nào đó để làm cho tâm thức mình được nhẹ nhàng, thoải mái hơn? Tại sao phải sống mãi với cái khổ đau, cái buồn phiền đó? Ăn thì mình biết sửa lại cho món ngon để nó vừa miệng mình, thì tại sao cái feeling, cái cảm thọ của mình nó không hạnh phúc thì mình lại không biết ra được điều đó? Cho nên cái kinh quán niệm hơi thở hay là kinh tứ niệm xứ, quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, là mình phải biết những cảm thọ của mình đang là cái gì, mình đang cảm thọ gì. Mình tu mà mình cảm thọ mỗi ngày từ sáng tới tối nó khổ không à, thì mình biết rằng mình phải có bổn phận đi tìm cái công thức để làm sao cho cái tâm mình nó được an lạc hơn. Như là mình đã từng gia giảm cái khẩu, cho đúng với cái khẩu vị của mình, không có gì sai hết. Nhưng mình biết ứng như vậy với thân thì tại sao mình không ứng như vậy với tâm? Mà ngày nào trong đại chúng để ý ha, nhà mình mà hết cái gì là đi mua. Thí dụ như hết đường mua đường, hết muối mua muối gì, lúc nào trong nhà cũng phải có gia vị để nêm nếm. Nhưng mà tâm hồn của mình không hề có gia vị của Phật Pháp. Để khi khổ đau nó đến thì chúng ta có những gia vị đó, chúng ta làm sao xào nấu nó lên cho nó thành món ăn chứ. Thôi, đó là những gì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Thì mong rằng đây là những cái điều thiết yếu và mình ứng dụng trong 10 ngày tu tập của mình. Thí dụ lỡ mình có một cái gì đó mình không thoải mái, thì quý vị nhớ đến cái lời Pháp Hòa nhắc, mình phải làm sao có gia vị để mình chỉnh sửa cái cảm thọ này của mình trong lúc này, để mình làm sao mình đến đây mình có được cái, như cái điều thứ hai, xin nguyện ăn trong chánh niệm, ăn với lòng biết ơn và tu học tinh chuyên để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Người nhà của mình hy sinh ở nhà để cho mình đi tu. Biết bao nhiêu công sức của mọi người đóng góp để chúng ta thực hiện được cái việc của mình tu. Nhưng nếu một ngày đó mình không được gì hết thì nó quá uổng. Đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ. Và Pháp Hòa rất muốn đại chúng khi xong 10 ngày trở về, mình có được sự bình an hạnh phúc. Ngay cả các vị online, dù các vị không trực tiếp, nhưng nếu mà 10 ngày này quý vị có được pháp lạc, quý vị có được bình an, nơi nào đó dịch bệnh đang lan lây rất là kinh khủng, nhưng ở nơi một góc này của mình đang rất an với cái sóng gió đó, thì mình biết rằng mình đó cũng là một điều kiện hạnh phúc của mình. Chúc đại chúng có được an lạc và giữ sự tinh tấn này mãi mãi.